Đây là bài 3 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp Build Trust 1 của Hội quán Tam Thế. Tỷ san cửa, tha sư nả của rấn. Bài 3, cô ấy là người nước nào? Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Lina, Lina, Lục Vũ Bình, Lù Yủy Ping. Bạn khỏe không? Ní hào ma? Mình rất khỏe. Wǒ hěn hǎo. Bố mẹ. Bà bà ma ma. Họ đều. Tha mần tâu. Không bận. Bù máng. Bạn trai bạn thì sao? Nhìn nán phấn hiểu nó. Anh ấy. Tha. Đinh lực ba. Tiếng lỉ bua. Anh trai. Cưa cửa. Cung lấy cà phê. Dễ dào cà phê. Em trai. Tỷ tỷ. Đều uống cà phê. Tâu khơ cà phê. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói. Kia là, đó là. Nà shì. Nà. Nà. Shì. Shì. Nà shì. Nà shì. Kia là Lin Na. Nà shì Lin Na. Nà shì Lin Na. Kia là bố mẹ mình. Nà shì wǒ bà bà mā mǎ. Nà shì wǒ bà bà mā mǎ. Kia là Lục Vũ Bình. Nà shì Lù Yǔ Pǐng. Nà shì Lù Yǔ Pǐng. Kia là Đinh Lực Ba. Nà shì Đinh Lì Bố. Nà shì Đinh Lì Bố. Kia là anh trai mình. Nà shì wǒ gě gě. Nà shì wǒ gě gě. Kia là em trai mình. Nà shì wǒ dì dì. Nà shì wǒ dì dì. Đó là cà phê. Nà shì cà phê. Nà shì cà phê. Lực ba kia là. Lì bố, nà shì. Lì bố, nà shì. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ ai. Sấy. 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 Từ này có thể đọc là sấy hoặc sấy. Là ai? Sì sấy. Sì sấy. Anh là ai? Nǐ shì shéi. Nǐ shì shéi. Ai là Lina?
谁是琳娜？谁是琳娜？ai là bố mẹ bạn？ 谁是你爸爸妈妈？谁是你爸爸妈妈？ ai là Lục Vũ Bình？ 谁是陆雨萍？谁是陆雨萍？ ai là Đinh Lực Ba？ 谁是丁立波？谁是丁立波？ ai là bạn trai cậu？ 谁是你男朋友？谁是你男朋友？ ai là anh trai bạn？ 谁是你哥哥？谁是你哥哥？ ai là em trai bạn？ 谁是你弟弟？谁是你弟弟？ kia là ai？ 那是谁？那是谁？ Lực Ba kia là ai？ 立波那是谁？ Lì Bố 那是谁？Hãy nghe và nhắc lại cách nói giáo viên, thầy giáo, cô giáo. Lão sư. Lão. Lão. Sư. Sư. Lão sư. Lão sư. Thầy giáo mình. Wǒ lǎo shí. Wǒ lǎo shí. Thầy giáo anh ấy. Tā lǎo shí. Tā lǎo shí. Giáo viên của chúng tôi. Wǒ men lǎo shí. Wǒ men lǎo shí. Tôi là giáo viên. Wǒ shì lǎo shí. 我是老师。不对了，小编。我爸爸是老师。我爸爸是老师。anh trai mình là giáo viên。我哥哥是老师。我哥哥是老师。Lina là giáo viên. Lina 是老师. Lina 是老师. Họ đều là giáo viên. 他们都是老师. 他们都是老师. Kia là giáo viên của bọn mình. 那是我们老师。那是我们老师。Lực Ba kia là ai？ 立波那是谁？立波那是谁？ Kia là giáo viên của chúng em。 那是我们老师。那是我们老师。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ cô ấy, chị ấy, bà ấy, vân vân. 他，他。Từ này đọc giống từ tha chỉ nam giới nhưng viết khác. Hãy nói họ chỉ toàn bộ là nữ. 他们，他们。Từ này cũng có cách đọc hoàn toàn giống như từ họ chỉ toàn bộ là nam, hoặc cả nam lẫn nữ.
Cô ấy là giáo viên. 她是老师. 她是老师. Bà ấy là mẹ mình. 她是我妈妈. 她是我妈妈. Cô ấy là Lina. 她是琳娜. 她是琳娜. Cô ấy là cô giáo của bọn em. 她是我们老师. 她是我们老师. Hãy nghe và nhắc lại cách nói người nước nào. Nà của rến. Nà. Nà. Của. Của. Rến. Rến. Nà của rến. Nà của rến. Là người nước nào? 是哪国人? 是哪国人? Cô ấy là người nước nào? 他是哪国人? 他是哪国人? Lục Vũ Bình là người nước nào? Lục Vũ Bình là người nước nào? Lưu Vũ Bình 是哪国人? Bạn là người nước nào? 你是哪国人? 你是哪国人? Họ là người nước nào? 他们是哪国人? 他们是哪国人? Cô giáo là người nước nào? 老师是哪国人? 老师是哪国人? Lực ba kia là ai? Lì bố, 那是谁? Lì bố, 那是谁? Kia là giáo viên của chúng em. 那是我们老师. 那是我们老师. Cô ấy là người nước nào? 他是哪国人? 他是哪国人? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Trung. Trung. Quốc. Quốc. Nhân. Nhân. Trung Quốc nhân. Trung Quốc nhân. Cô ấy là người Trung Quốc. 他是中国人. 他是中国人. Lục Vũ Bình là người Trung Quốc. Lưu Vũ Bình 是中国人. Lưu Vũ Bình 是中国人. Cô giáo là người Trung Quốc. 老师是中国人. 老师是中国人. Đều là người Trung Quốc. 都是中国人. 都是中国人. Giáo viên của chúng em đều là người Trung Quốc. 我们老师都是中国人.
我们老师都是中国人。 Hãy nghe và nhắc lại từ người Việt Nam. Yue nán rấn. Yue. Yue. Nán. Nán. Rấn. Rấn. Yue nán rấn. Yue nán rấn. Tôi là người Việt Nam. 我是越南人。 我是越南人. Đều là người Việt Nam. 都是越南人. 都是越南人. Bố mẹ mình đều là người Việt Nam. 我爸爸妈妈都是越南人. 我爸爸妈妈都是越南人. Anh trai mình là người Việt Nam. 我哥哥是越南人. 我哥哥是越南人. Em trai cô ấy là người Việt Nam. 他弟弟是越南人. 他弟弟是越南人. Lực ba kia là ai? Li Bo, na shi shui? Li Bo, na shi shui? Kia là giáo viên của chúng em. Na shi wo men lao shi. 那是我们老师. Cô ấy là người nước nào? 他是哪国人? 他是哪国人? Cô ấy là người Trung Quốc? 他是中国人. 他是中国人. Giáo viên của chúng em đều là người Trung Quốc. 我们老师都是中国人. 我们老师都是中国人. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo nội dung của bài. Đinh Lị Bố đờ lão sư shì nà guo ren? Trong đó, Đinh Lị Bố đờ lão sư là giáo viên của Đinh Lực Ba. Đinh Lị Bố đờ lão sư shì nà guo ren? Shì Trung Quốc ren. Shì Trung Quốc ren. Đinh Lị Bố shì Trung Quốc ren ma? Đinh Lị Bố shì Trung Quốc ren ma? Đinh Lị Bố đờ lão sư đâu shì Trung Quốc ren ma? Đinh Lị Bố đờ lão sư đâu shì Trung Quốc ren ma? Shì, ta men đâu shì Trung Quốc ren. 是丁立波的老师都是中国人. Đinh Lị Bố đờ lão sư đâu shì Yue Nan ren ma? Đinh Lị Bố đờ lão sư đâu shì Yue Nan ren ma? 不是, ta men đâu shì Trung Quốc ren. 不是, ta men đâu shì Trung Quốc ren. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Face hoặc qua số điện thoại
0977309925 để đăng ký học trực tiếp hoặc đến mua trọn bộ các giáo trình tiếng Trung, tiếng Nhật của hội quán nhé.